Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn bắt một dòng isobot mới này rất là đẹp và nhiều màu luôn. Dòng này có tên là Bergonvesus. Dòng này thuộc chi Aloniket thì dòng này cũng rất là dễ chơi, dễ chăm sóc mà chúng ta có thể tìm được tại vùng biển của Việt Nam. Nếu các bạn yêu thích isobot mà có đi du lịch ở vùng biển của Việt Nam như là Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc và hầu như nó phân bố ở khắp rải rác ở trên những cái vùng biển của chúng ta thì cái dòng isobot này hầu như tìm được ở những cái bãi rác phân bố ở cái vùng biển, ví dụ như những cây lá khô nè, dừa khô hoặc là những cái cây gỗ mà người ta bỏ lâu ngày á, thì các bạn gỡ ra thì nó sẽ ở dưới những cái tán lá như vậy nè, đó nó bò lúc nhúc vậy đó. Hầu như thì những dòng isobot thì nó sống cộng đồng, thì các bạn có thể gỡ trái dừa ra thì nó sẽ có một đống con ở trong này đó, các bạn thấy nó bò không? Đây mình sẽ gỡ ra cho các bạn coi nè, nó phân bố ở dưới này rất là nhiều luôn. Thì dòng isobot này được tìm thấy ở những bãi biển nơi mà có nhiều chất thải hoặc là những cái lá cây dừa khô mà người ta khách du lịch đó người ta uống thì người ta quăng đó thì lâu ngày nó chất thành đống, thì các bạn có thể tìm trong đó những cái nơi mà nó bị phân hủy ra rác thải á, thì các bạn có thể tìm ở cái khu bãi biển đó thì cũng có rất là nhiều những cái cây khô, gỗ mục thì các bạn cũng thể gỡ ra thì nó sẽ có trong đó. Mình bắt một vài con cho các bạn coi nè. Cái dòng này nó có rất là nhiều màu sắc khác nhau luôn. Nó có thể có đốm vàng nè, đỏ nè, đen nè, nâu nè và thậm chí nó có những cái rằn ri rất là đẹp luôn. Đây các bạn coi những cái chỗ rác như vậy nè thì rất là dễ có isobot luôn. Các bạn thấy những trái dừa, những cái cây khô mà cây dừa khô này đó, hoặc là những cái dép này nè đó, người ta quăng bỏ lâu ngày á, các bạn gỡ ra các bạn thấy nó nè đó, nó trốn ở dưới này nè, thấy không? Đó đó ba con đó. Đây mình sẽ mở cái dép này ra cho các bạn coi luôn nha. Thì khi mà các bạn mở ra mà đã có rồi á thì các bạn đào sâu xuống dưới thì cái dòng này nó là một dòng thích đào hang và nó tạp tính của nó là trốn trong đất, là các bạn có thể gỡ ra thì những cái con bự á thì nó nằm ở phía dưới. Các bạn lưu ý khi tìm dòng isobot này thì các bạn có thể tìm ở những nơi mát mẻ nha. Nhiệt độ sống lý tưởng của dòng isobot này rơi vào khoảng từ 22 tới 30 độ và chúng ta có thể nuôi từ 31, 32 và 33 độ vẫn có thể nuôi bình thường. Các bạn có thể nuôi dòng isobot này bình thường giống như chăm sóc những cái dòng isobot khác vậy. Và khi các bạn muốn nuôi dòng này thì các bạn có thể sử dụng một trong ba cách sau đây. Thứ nhất là các bạn có thể lấy là cát biển ngay tại đó luôn. Đây là một cái hộp nuôi của mình đã hơn 6 tháng rồi thì các bạn có thể thấy những cái lỗ li ti, đó là cái hang của nó đó. Đây mình sẽ gỡ ra cho các bạn coi những cái giỏ cây như vậy thì nó sẽ trốn ở dưới. Và cách setup thứ hai đó chính là setup giống như những cái dòng isobot khác mà các bạn nuôi sao, thì cái này y chang như vậy, các bạn có thể đem về nuôi bình thường, bỏ lũa, bỏ rêu, dớn vào và các bạn có thể thêm những cái phân nền mà các bạn thích vào để giữ ẩm cho nó là được. Dòng này thì nó có tập tính đào hang, tuy nhiên các bạn có thể thường nó không đào hang được bằng cách là các bạn có thể lấy phần nền cứng cứng, các bạn setup khoảng 2 cm thôi. Và cách setup thứ ba mình thấy hiệu quả nhất và con của nó sinh trưởng và phát triển rất là nhanh và nhiều, đó chính là trộn phân nền với cát biển theo tỷ lệ 50-50 thì nó sẽ ra hỗn hợp này, và các bạn có thể sử dụng những cái lá cây, rêu các bạn bỏ vào thì nó phát triển rất là nhanh và đẻ rất là nhiều. Đây là dòng isobot cực kỳ độc đáo luôn, bởi vì một con nó sẽ có một cái vẻ đẹp khác nhau, không con nào giống con nào hết. Các bạn có thể thấy 10 con thì 10 con nó có nhiều cái màu sắc và vẻ đẹp riêng của nó. Kích thước trung bình của dòng này rơi vào khoảng 0.8 tới 1 cm, tuy nhiên mass size của nó lên tới 1.3 cm. Một dòng isobot mà chiều ngang của nó có thể tỷ lệ thuận với lại chiều dài thì các bạn có thể thấy cái dòng này rất là mập địch luôn, nó có thể to như là một cái đốt ngón út của các bạn vậy. Dòng này thì trên thị trường chưa thấy ai bán luôn, tuy nhiên nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể ra biển để trải nghiệm những cái cảm giác bắt isobot này và tận hưởng vẻ đẹp của nó nha. Và mình cũng mong rằng video này sẽ tiếp thêm đam mê cho các bạn chơi isobot và những dòng isobot khác nhau. Tạm biệt các bạn nha, bye bye.